Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 16 giờ chiều nay, tại km 31 800 quốc lộ 279 thuộc địa bàn xã Ảng Tờ, huyện Mường Ảng, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra giữa hai xe máy mang biển kiểm soát 27Z105818. Có hai nạn nhân là Lò Văn C và Lò Văn K đều sinh năm 2005, cư trú tại bản Trà Nọ, xã Ảng Tờ, huyện Mường Ảng, chưa rõ người điều khiển đi chiều từ thành phố Điện Biên Phủ về hướng tuần giáo va chạm với xe máy 27B2-25689 do chị Lường Thị Ca sinh năm 1986, cư trú tại bản Bua 2 xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng, điều khiển đi chiều ngược lại. Vụ va chạm mạnh khiến cho nạn nhân Lò Văn C sinh năm 2005 tử vong tại chỗ, còn hai nạn nhân khác còn lại được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng. Hai xe máy hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.